Dạ, em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay mình về con Hinti T4 gạch 22. Thì cái dòng này là dòng Nurong à, và tốc độ của em này là 1050. Và lực bú của em này là 2.3G à, thì nó cũng khá là nhỏ, gọn nhẹ ha anh em ha. Thì thân máy chỉ có 1,9 kg thôi, quá là dữ ha. Và nó có cái công nghệ xịn sò của Hinti, nó là AVR chống lật tay. Và khi mà anh em có công nghệ ATC nữa, là khi mà anh em kẹt cái mũi thì nó sẽ chống lật, nó khỏi xoay cái máy. Hai công nghệ tích hợp. Và em này nó là khoan và khoan búa hai chức năng. Đầu kẹp là đầu kẹp này là phổ thông. À, và em này nó mới chầm chầm có cái thước này, rồi catalog này à, thì nó là sử dụng pin, pin nó là pin Nurong nha anh em. Tùy theo dung lượng pin của anh em gắn vào nó nặng hay nhẹ, nhưng mà cây này nó chỉ có 1,9 kg thôi, nó siêu nhẹ rồi. Đấy, ok, hở nó là hở không chở than và có cái chống rung chỗ này nữa. Và với một cây máy Hinti Nurong siêu nhẹ mà lên đến lực lên đến 2.3G thì khá là dữ ha anh em ha. Đấy. Những anh em nào quan tâm liên hệ 0962 232 180 để sở hữu cái em T3 T4 gạch AM2 pin Nurong. Cảm ơn anh em.